Sự kiện ra mắt dòng TV OLED mới của LG tối hôm qua, một thương hiệu đang dẫn đầu toàn cầu về công nghệ TV dán tường, dòng TV OLED 8K đầu tiên và duy nhất trên thế giới cũng như chiếc TV OLED lớn nhất thế giới với sự xuất hiện của các bạn KOL nổi tiếng mà đặc biệt là idol của tôi, Hứa Vĩ Văn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Trong gần một năm qua, rất là nhiều comment hỏi Phúc là anh đang làm ở đâu. Vậy là hôm nay có cơ hội chia sẻ cho các bạn về nơi mà Phúc đang làm việc trong 5 năm qua, một cái môi trường làm việc với công nghệ TV đang dẫn đầu của thế giới, TV OLED. Năm nay thì LG nâng cấp nhiều hơn cho các chiếc TV OLED, đặc biệt nổi trội là áp dụng công nghệ OLED EVO tăng sáng 20% lên dòng OLED C2 và có thêm kích thước nhỏ hơn và lớn hơn hiện tại là 42 inch và 97 inch để đa dạng hơn với lại mọi nhu cầu thiết kế trong ngôi nhà của bạn. Sự kiện được tổ chức ở trung tâm hội nghị James Center quận 1 với chủ đề là thắp sáng mọi khoảnh khắc. Hôm nay thì có sự góp mặt của các bạn KOL nổi tiếng như là No Way Nguyễn Vũ Long, của em Trendy Khánh Linh và diễn viên ca sĩ Hứa Vĩ Văn, và tôi không nói cho mọi người biết hai người đàn ông mặc vest xám trong clip là sếp người hàng của tôi đâu nha. Hôm nay Phúc được gặp lại idol ngày xưa của mình rồi. Hứa Vĩ Văn vừa là người mẫu, ca sĩ, diễn viên hơn 40 tuổi mà nhìn còn trẻ hơn tôi nữa. Nói thiệt là tôi muốn lắc cái mặt của tôi dục luôn. Lúc này là trước khi thời gian chính thức bắt đầu diễn ra, mọi thứ đang được chuẩn bị. Phía trước sảnh lúc này có 4 khu vực được các bạn diễn viên ngồi trong những cái chiếc lồng hình vuông khá là đẹp để thể hiện một số góc ảnh TV OLED trong ngôi nhà của bạn rất là sinh động và thực tế. Mọi người đang dùng T-Rex trước khi bắt đầu sự kiện. Lúc 3 giờ chiều thì sự kiện ra mắt bắt đầu với phần biểu diễn của hai diễn viên múa kết hợp với là âm thanh ánh sáng cho phần ra mắt thêm ấn tượng hơn. Sau phần trình diễn thì sếp Nam cũng có bài phát biểu về sự ra mắt trước khi anh Phạm Hoàng Long là trưởng ngành hàng LG TV chia sẻ về tất cả tính năng mới của dòng OLED 2022. Vừa kết thúc phần giới thiệu sản phẩm mới thì báo chí và khách mời sẽ tham gia product tour xem sản phẩm mới ở sau lưng sân khấu. Khúc này là bụng đánh trống dành 5 phút xuống dưới nhà hàng sang trọng dưới tầng 1 là một tô bánh canh và một ly sinh tố. Vừa hấp cái rộn, cái sếp gọi kêu lên ăn tối, Phú ơi ta nói cười ẻ luôn, buổi ra mắt thành công tốt đẹp.